Kính bạch sư, con hay vào chùa và thấy các cận sự nữ trong phòng hoặc tự nhiên vô tư vào phòng chư tăng. Và theo con được biết là chư tăng nhờ cận sự nữ làm các công việc liên quan đến công việc chư tăng hoặc phần sự chánh pháp. Tuy nhiên, việc cận sự nữ vào phòng riêng chư tăng theo con biết là phạm vào giới tác ác. Nếu do cận sự nữ không biết luật và không được chư tăng giảng dạy về giới luật, thì giữa chư tăng và cận sự nữ ai sẽ là người phạm nặng hơn? Xin sư giảng giải về giới luật của trường hợp trên để cận sự nữ biết hơn và không phạm, cũng như để cận sự nữ biết cách hỗ trợ chư tăng đúng đắn hơn. Con cảm ơn sư. Về cái này thì chắc xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ trước đi. Dạ, kính thưa quý vị, ở đây á, trong cái vế này nó có một cái, có nghĩa là nghe, nghe thì thoạt nhiên bản thân nha, sư đầu tiên chỉ đọc qua cái câu này nè, thì sư thấy nó nghe hợp lý, có vẻ hợp lý, nhưng mà nó có một cái vấn đề mà khi mà sư đối chiếu, thậm chí bản thân sư nghe, sư nói thật, thật lòng quý vị, sư có đọc qua tạng luật vài lần. Nhưng mà khi mà cái vị này nói là cái điểm này nè, mà khiến cho sư phải ưu tư nha, rồi sư phải tìm lại coi cái điều này nó có không, rồi sư phải hỏi thêm ít nhất là một vị đó cũng đại loại như là cũng thường xuyên lộ luật, có nghĩa là tạm gọi là cũng có thông hiểu, nghĩa là thuộc về các điều giới thưa quý vị. Vậy đó, thì cái mấu chốt ở đây là gì nè, cái vị này nói là tuy nhiên việc cận sự nữ vào phòng riêng chư tăng theo con biết là phạm vào giới tắc ác, phạm vào giới tắc ác thưa quý vị. Cái điều này quý sư nhắc quý vị đã rất là nhiều lần rồi, khi mà nói ví dụ quý vị mà nói về không chỉ luật, nói về luật mà nói chung là những lời dạy Đức Thế Tôn á, ví dụ quý vị nói cái điều nào á thì hạn chế là cái từ mà theo con biết, mà nếu mà có nói cái điều đó vị trích dẫn giúp quý sư khác, thật sự cái điều này nè là khi mà sư đọc qua chưa thấy ngờ ngợ cái gì, bởi vì khi mà nói là cận sự nữ vào phòng riêng chư tăng mà phạm giới tắc ác á, là nó rồi sư hỏi thêm một vị khác nữa nha, sư tìm cho đã, sư tìm rất là nhiều rồi, rồi sư hỏi thêm vị kia nó thật thành là có cái giới này, có phải là cái điều này nè, là có cái điều học nào mà tương tự như vậy mà Thế Tôn quy định rõ là ác không? Thì cái vị đó cũng tìm hiểu kỹ lại nữa, thì nói là hình như đó chưa đọc qua. Trước khi nói điều này, sư cũng xin lỗi trước nha. Nếu bản thân sư, nếu mà may này cái vị này là tìm được cái câu này, là cái câu mà cụ thể đúng cái vế này nha, là lúc ấy Thế Tôn quy định điều học là cần sự nữ một phần riêng chư tăng là phạm đúc cái tá, tức là tác ác á. Thì nếu mà có nghe có luật thì sư xin lỗi trước. Tại vì quý vị biết rồi đó, kiến thức tam tạng, đặc biệt tạng luật có rất là rộng lớn, đôi khi sư cũng có thể có sự chủ quan, cho nên sư không khẳng định. Nhưng mà đến thời điểm này, cái sự tìm hiểu, tìm của sư rất là, cũng khá là kỹ, và sư có tham khảo hỏi thêm một quý vị mà cũng thành về luật đó. Thì cái điều mà nói là cụ thể nghe phạm giới tác ác này nè, trong tạng luật có không đó, thì theo sư biết ở thời điểm này là không có. Cho nên là một lần nữa quý vị hãy cũng gọi là tạm gọi là cẩn thận khi mà nói là theo con biết, mà nếu mà được thì quý vị hãy trích dẫn ra cho quý sư biết cái điều này để rõ hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà câu hỏi nó có được cái điều học đó, nó rõ ràng nằm ở chương nào, nằm ở đại phẩm hay tiểu phẩm đó, phân tích thì kêu một kêu hai, thì quý sư á, quý vị biết sao, quý sư mới nhìn vô cái bối cảnh của cái điều học mà Thế Tôn quy định, rồi quý sư mới đánh giá được cái câu chuyện đó, nó đúng tính chất vấn đề. Giống như bây giờ sư ví dụ cho quý vị một điều học gì nè, là viết Thế Tôn á, quy định điều học á, là các vị tỳ kheo á, là không có được để móng tay quá dài. Nhưng mà rồi á, nếu mà chúng ta không đọc tăng luật á, chúng ta hỏi ủa tại sao mà Thế Tôn lại không có cho để móng tay quá dài, mình đâu hiểu đâu. Rồi đâm ra từ cái việc móng tay quá dài là dài bao nhiêu, dài cỡ nào, dài sao mới là đúng, vậy sao mới là sai, sao là dài quá, sao là dài vừa, hiểu không? Nhưng mà bối cảnh câu chuyện là cái móng tay là như vậy nè. Là hôm đó có một vị tỳ kheo đang đi khất thực, thì có một gọi là một cái cô gái gọi là tạm gọi là thôn nữ đi ha, thôn nữ, thì mới gặp
vị tỳ kheo đó, có theo suy nghĩ có vẻ thì vị tỳ kheo đó khá là gọi là ăn tướng khá là đẹp, cho nên cái người nữ đó mới lại mới nói là à muốn ABC XYZ với cái vị đó, thì cái vị đó không đồng ý, thì cái bà này nè bà mới bà lấy tự lấy tay của mình đó, tự cào cấu mặt rồi la lên giống như là gọi là hấp diêm gì đó, vị hiểu không? Nhưng mà đồng thời á, cái thời điểm chung cái xảy ra sự kiện đó là trùng hợp cái vị tỳ kheo đó cái móng tay nó cũng dài, nó dài là đủ để cào cấu cho bị thân thể bị chảy xước đó, chính vì như vậy Thế Tôn mới quy định điều học là các chi tỳ kheo là không có để móng tay quá dài đó, tại vì một cái điều học nó muốn mổ xẻ thì bị phải quay lại cái bối cảnh, quý vị hiểu không, quay lại cái bối cảnh mà cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào rồi quý sư mới phân tích à cái trường hợp nào là đúng, trường hợp là sai, trường hợp là phạm, trường hợp không phạm nó như vậy đó. Giống như là có một cái điều, tại sao một cái điều ngay cả pháp luật cũng vậy, quy định một cái điều ví dụ à điều một khoản A đó, rồi khoản B khoản C đi D này, rồi nếu mà bị cấu thành đó là phạm tội từ 7 tới 16 năm, mà tại sao là phạm 7 năm, là sao lại khung kịch kịch khung là 16 năm, nó tùy tình tiết rồi tùy cái hành động người đó làm thế nào đó. Một lần nữa sư không phải là sư bắt bẻ gì, gì nhưng mà khi mà nói luật rất là khó, thưa vị phải quay lại bối cảnh, cái bối cảnh câu chuyện đó rồi mới quý sư mới mổ xẻ được vấn đề. Cho nên á là ở đây thì á bây giờ sẽ tạm gác qua cái điều mà gọi là phạm giới án này nha, tại vì tới thời điểm này sư vẫn chưa chưa tìm được cái nào mà nói về cái vụ mà cận sự nữ và phòng riêng chư tăng phòng giới tác ác, mà sư sẽ nói về hai cái điều mà giới gọi là giới bất định. Bất định là sao, là cái việc mà thấy giới bất định này có một điểm chung là có nghĩa là khi mà một vị tỳ kheo ngồi với một người nữ ở một cái nơi mà khuất mắt à nơi khuất mắt á, khuất mắt á, không có người người nhìn thấy, hay là một cái nơi mà có thể không khuất mắt nhưng mà cái nơi đó, đó là có thể nói lên những cái lời mà nó thô thiển, cái lời mà nói liên quan tới ái tình đó đó, thì nó sẽ phạm vào ba cái tội sau, nếu mà nghe sẽ gọi là nếu nha, nếu phạm nha đó, thì cái điều này thì có thể là một là phạm hai cái điều bất định đó, nó liên quan đến ba điều, là có thể có phải phạm ba la chi cá, hai là có thể phạm sanh khá đi gia xá, và ba là có thể phạm ba chít tí giá, đó là có thể làm liên quan đến cái điều đó. Còn á thật sự á nếu mà nói để mổ xẻ là phạm hay không phạm hai cái điều bất định này nè, xin thưa quý vị xem hai cái điều bất định này trong phân tích tỳ kheo một rất là dài, cho nên ở đây á là chỉ sự chỉ nói một cách tóm gọn chung chung thôi để cho quý vị hiểu không, là nếu mà nói cái điều tương tự quý vị nói nè là chỉ có liên quan hai điều đó. Còn quý vị hỏi thêm á là nếu do cận sự nữ không biết luật, không được chư tăng giảng dạy về giới luật, giữa chư tăng và cận sự nữ thì ai sẽ phạm nặng hơn, cái tình tiết này cái tiết mà phạm nặng hơn thì bị nó lại lại liên quan thì về yếu tố tâm đó, cái tình tiết đó nữa, nó rất khá chung chung cũng không đánh giá được. Thưa quý vị quan trọng cái mức độ tham ái của đối tượng đó, có đối tượng có cái đối tượng nó có người nào thì khỏi trỗi lên tham ái, và hai có hai và người nữ thần trỗi lên tham vị tỳ kheo nói lên tham ái, hay là người nam thợ người nữ lên tham ái, và một trong hai đối tượng đó là có người nổi lên không hay không nổi lên không mới quyết định được, đúng không? Chứ bây giờ bị hỏi kiểu mình hỏi kiểu này thôi, bây giờ phân tích không biết phân tích tới cỡ nào luôn, mà thà là đưa đại vị đưa ra một cái trường hợp cụ thể nó còn dễ mổ xẻ hơn đó. Rồi bị hỏi là xin sư giảng giải về giới luật của trường hợp trên để cận sự nữ biết hơn và không phạm, cũng như cận sự nữ biết cách hỗ trợ chư tăng đúng đắn hơn. Quý vị không đưa trường hợp này thì xin thưa quý vị làm sao mà sư để sư biết có thể mà mổ xẻ cụ thể được, thà là một trường hợp mà cụ thể. Cho nên câu hỏi này riêng bản thân sư nha, sư cũng mong chờ Đức Hạnh Tại coi có cái hướng nào mà cho nó thoáng hơn câu hỏi thôi, bản thân sư khả năng sư chắc cũng đi tới đó, các vị cũng hoan hỷ cho. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời này. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường. Phải nói là Đại Đức đã trả lời hết rồi. Cái chuyện cần nói đã nói rồi. Tức là đó, cái mà quý vị muốn nói là các sư mà phạm tác ác á, thì cái chuyện đó các sư tìm không thấy ở trong thần luật. Nếu như quý vị tìm thấy thì vui lòng trích dẫn giùm sư chứ đừng có nhớ. Hôm bữa có lần các sư cũng gặp ông sư, ông nói ông nhớ. Thì sư nói thôi Đại Đức làm ơn làm phước Đại Đức trích dẫn giùm,
coi cái chỗ nằm ở chỗ nào để tôi về tôi mò. Chứ bây giờ Đại Đức nói kiểu đó là thua. Thì cái kiểu nói ngang thì ba làng nói không lại. Mình nói thì phải có sách, mách phải có chứng ha. Rồi và Đại Đức Tuệ Tường cũng đã nói qua về cái giới bất định. Thì sư chỉ xin góp ý sơ về cái giới bất định là như thế này. Một vị tỷ kheo mà muốn chắc cú là không có rơi vào trường hợp nào trong cái này á, thì vị đó chỉ cần là không có ngồi hoặc không có nằm khi mà người nữ đi vào trong chỗ của mình, trong cái chỗ kín khuất, chỉ cần mình không ngồi không nằm là ổn. Còn đương nhiên khi mà nói thì mình phải cẩn trọng lời nói của mình. Lời nói của mình nó có gọi là nó có mang cái ý gọi là ái luyến ở trọng hay không, hay là mang cái ý gọi là tục tiểu hay không, thì nó lại là vấn đề khác. Còn tình huống chung thì chỉ cần vì đó đổi oai nghi sang đứng dậy thôi là coi như là êm chuyện ha. Và tốt nhất thì thôi cũng tránh cái trường hợp là mình ở riêng một mình với người nữ, thì vốn dĩ cái đó là không có nên. Chỉ thế thôi. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.